chào quý vị và các bạn đến với kênh giải trí và học tập mọi lúc mọi nơi. Top 10 phim Việt đạt rating cao nhất năm 2021 bất ngờ với Hương vị tình thân. Trong bảng xếp hạng phim Việt có rating cao nhất năm 2021, khán giả vô cùng bất ngờ trước sự vắng mặt của Hương vị tình thân. Trang Kantar Media Việt Nam vừa có công bố mới nhất về bảng xếp hạng 10 phim truyền hình Việt Nam có rating cao nhất năm 2021. Theo đó, những bộ phim tạo nên tiếng vang trong thời gian qua đều có mặt trong top 10. Vị trí gây bất ngờ lớn nhất là Hương vị tình thân. 1. Ngày mai bình yên, rating 5,2%. Một bộ phim của đạo diễn Vũ Trường Khoa đứng đầu với rating 5,2%. Ngày mai bình yên là câu chuyện của những gia đình trong thời điểm giãn cách vì dịch bệnh. Phim là sự phản ánh chân thực nỗi lo, hoàn cảnh và cả cuộc sống thường ngày của mỗi người. 2. 11 tháng 5 ngày, rating 5,0%. Không được đánh giá cao ở thời điểm ra mắt, thế nhưng 11 tháng 5 ngày dần chứng tỏ sức hút của mình và bứt phá mạnh mẽ ở chặng giữa bộ phim. Dàn diễn viên trẻ như Thanh Sơn, Khả Ngân, Lương Thanh Trung tuổi đã mang đến một màu sắc tươi sáng, năng động cho bộ phim 11 tháng 5 ngày. Bộ phim ghi điểm với sự bình dị chân thật mà không cần đến drama. Bộ phim thứ ba là bộ phim Mùa Hoa Tìm Lại, rating 4,9%. Mùa Hoa Tìm Lại là bất ngờ của phim truyền hình Việt Nam năm 2021, tác phẩm của đạo diễn Vũ Minh Trí đạt rating 4,9% với đề tài gia đình gần gũi, tình làng nghĩa xóm. Điểm nhấn của phim chính là dàn diễn viên chất lượng, bối cảnh làng quê chân thật, không tô vẽ. Mùa Hoa Tìm Lại được đánh giá là không kéo dài, không quá drama nhưng lại rất thực tế. Bộ phim thứ tư, Hãy Nói Lời Yêu, rating 4,7%. Có thể nói những bộ phim có đề tài gia đình luôn thu hút sự quan tâm của khán giả. Hãy Nói Lời Yêu phản ánh đúng tình trạng của nhiều gia đình Việt Nam hiện nay, từ việc kiểm soát con cái cho đến vấn đề cha mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng vào những đứa trẻ. Dù có nhiều bi kịch nhưng cuối cùng tình cảm gia đình vẫn là điều quan trọng nhất. Hãy Nói Lời Yêu cũng không kém cạnh khi có rating lên đến 4,7%. Hướng Dương Ngược Nắng, rating 4,6%. Hướng Dương Ngược Nắng là bộ phim hội tụ nhiều diễn viên đình đám như Thu Hà, Hồng Diễm, Hồng Đăng, Việt Anh. Những câu chuyện đấu đá nhau trong một công ty dược, những mối tình trả thù cho đến câu chuyện tình yêu nhiều cản trở đã làm nên sức hút của Hướng Dương Ngược Nắng. Gây ngạc nhiên nhất trong danh sách này chính là sự vắng mặt của Hương vị tình thân. Bộ phim từng làm mưa làm gió một thời trên mạng xã hội chỉ đạt được rating 2,9%, thấp hơn so với kỳ vọng của người hâm mộ. Thậm chí trong VTV Award, Hương vị tình thân còn giành lại phim truyền hình ấn tượng nhất và nam diễn viên ấn tượng nhất. Đáng chú ý là sự có mặt của Hương Ngày Nắng Về, dù chỉ mới lên sóng ở thời điểm cuối năm 2021, nhưng tác phẩm có sự tham gia của nghệ sĩ Thành Quý, Nam Phương, Huyền Lizzy đã chứng tỏ sức hút vươn lên vị trí thứ 9. Và sau đây là bảng xếp hạng 10 phim truyền hình Việt có rating cao nhất năm 2021. 1. Ngày Mai Bình Yên. Ngày Mai Bình Yên 5,2%, 11 tháng 5 ngày 5,0%, Mùa Hoa Tìm Lại 4,9%, Hãy Nói Lời Yêu 4,7%, Hướng Dương Ngược Nắng 4,6%, Mặt Nạ Gương 4,2%, Hồ Sơ Cá Sấu 4,17%, Canh Bạc Tình Yêu 4,0%, Thương Ngày Nắng Về 3,96%, Xuôi Ra Khắc Khẩu 3,9%.